nghi phạm sát hại chủ sóc quần áo ở Bắc Giang có thể đối diện án tử hình. Liên quan tới vụ sát hại chủ sóc quần áo, ngày 15 tháng 4, công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thị Hà, 38 tuổi, ở thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang để làm rõ hành vi giết người. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đánh giá, vụ án nữ chủ cửa hàng quần áo bị sát hại dã man, tàn bạo đã gây phẫn nộ trong dư luận, cần thiết phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hành vi phạm tội của đối tượng thể hiện sự côn đồ, hung hãn chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt đã sử dụng hung khí chém nhiều nhát vào các vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân gây tử vong đã cấu thành tội giết người tội danh và hình phạt được quy định tại điểm n khoản một điều 123 bộ luật hình sự đối với hành vi đối tượng sử dụng dao chém kinh hoàng liên tiếp nhiều nhát nạn nhân sẽ có thể phải chịu thêm tình tiết tăng nặng được quy định tại điểm e khoản một điều 52 bộ luật hình sự cố tình thực hiện tội phạm đến cùng hành vi phạm tội của đối tượng đã gây tăng thương mất mát cho gia đình nạn nhân không gì bù đắp được việc tước đoạt tính mạng của nữ chủ nhân trẻ tuổi khi bắt đầu khởi nghiệp đã gây nên sự thương tiếc cho mọi người trong xã hội hành vi của đối tượng không những đã tước đoạt đi quyền sống của công dân được pháp luật bảo vệ mà còn gây mất an ninh trật tự trên địa bàn nên nếu đối tượng có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì có thể phải đối mặt với hình phạt cao nhất tử hình là có căn cứ vị luật sư nhận định